Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bò nha, một món bánh dân dã của miền Tây đặc biệt nè, với bột gạo rất là thơm và ngon mùi nước cốt dừa. Bánh nó nở đều và xốp, bên dưới thì có rất nhiều rễ tre và trong khe luôn. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh này và vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mới nhất miễn phí mỗi ngày nhé. Đầu tiên thì mình chuẩn bị bột gạo. Thì mình có đây là 220g bột gạo, thì mình dùng cái loại bột gạo lọc nha. 30g bột năng, thì các bạn dùng hai loại này cho mình là 250g. Tiếp theo là 150g đường, một muỗng cà phê men khô, mình dùng cái loại men bánh mì. Thì men này không cần kích hoạt, các bạn có thể tìm mua ở chợ. Tí xíu muối, một cọng lá dứa để chút nữa mình làm cho nó thơm. 250ml nước cốt dừa. Và đây là 150ml nước dừa tươi nha. Một muỗng canh mình lượng vậy là 10g. Thì các bạn cho vào đây 3 muỗng canh bột năng, 220g bột gạo. Và mình trộn sơ nha. Thì cái bánh này mình cho bột năng hơi nhiều chút, nó sẽ hơi dai. Nếu các bạn không thích dai á, thì mình cho 2 muỗng canh bột năng cũng được. Và bồ bột gạo nữa là được 250g. Các bạn sẽ cho nước dừa tươi vô từ từ. Và nước dừa tươi này không cần ấm gì hết, mình để bình thường thôi à. Cho vô và mình nhồi bột. Các bạn sẽ thấy bột của mình nó hơi khô ha. Nếu như mà thấy nó khô quá á, thì các bạn có thể cho vào 1 muỗng đến 2 muỗng canh nước cốt dừa cũng được. Và mình cho men vô. Nếu kỹ hơn á, thì các bạn kích hoạt men, mình dùng 2 muỗng nước ấm, tí xíu đường. Rồi mình chờ 5 phút để kích hoạt. Còn không á, thì mình cứ cho vô và mình nhồi trực tiếp trong bột vậy luôn. Vì men này á, là men ngọt á, nên trong nước thì mình có cho nước cốt dừa. Và mình nhồi kỹ trong vòng 10 phút để cho bánh nó nở đều. Thì các bạn nhồi một hồi á, mình nhồi được 10 đến 15 phút luôn. Nhồi càng kỹ thì cái bánh nó càng nhiều rễ tre và bột nó sẽ chảy ra vậy nè. Đó, các bạn thấy cái dòng chảy của bột nó lỏng hơn. Thì như vậy mới được. Và trong bột nó có nhiều bong bóng nhỏ nhỏ thì bột nó mới nở. Bây giờ các bạn sẽ đậy kín lại. Mình dùng cái màng bọc hoặc là mình dùng cái khăn á, phủ lên. Và mình sẽ ủ bột này trong vòng 1 tiếng đồng hồ nha. Rồi chút nữa mình sẽ quay lại. Bây giờ mình đi nấu nước đường luôn. Cho hết đường, muối vô, lá dứa. Các bạn cho cái phần nước cốt dừa nãy mình chuẩn bị á, cho vô luôn. Xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt lên bếp để nấu. Nào mà mình thấy đường nó tan hết và nước cốt nó sôi lên vậy nè là được rồi, mình tắt bếp. Quay trở lại thao bột, trời không có nắng á, cho nên mình ủ ở trong cái thao nước nóng nè. Các bạn nấu nước sôi cái đổ vô, xong cái mình để cho cái thao bột lên trên, đừng có cho nó đụng nước nha. Làm vậy á, mình ủ có 1 tiếng thôi mà nó nở đều đẹp nè. Các bạn nhìn thấy bột nó nở đều như vậy á, thì mình mới làm được. Còn nếu mà các bạn ủ chưa tới á, bột nó không nở á, thì khi mà mình hấp lên á, cái bánh nó bị chai, nó không có được nở. Bây giờ thì mình sẽ cho hết cái phần nước cốt dừa đường cho vô. Và nhớ cái phần nước cốt này phải nguội mình mới cho nha. Nếu các bạn cho mà còn nóng á, là nó bị chết men. Thì cái thao bột này nó không còn nở nữa, nó sẽ bị chai luôn á. Và trộn đều lên để cho bột nó hòa tan đều với nước cốt dừa và đường. Rồi các bạn sẽ khuấy lên. Mình khuấy cho đều vậy nè, trong vòng 2-3 phút nha. Khuấy vậy giúp cho nó có rễ tre nhiều. Và bột của mình nó lỏng lỏng. Bây giờ thì mình đậy kín và mình ủ lần 2. Thì ủ lần 2 trong vòng nửa tiếng là được nha. Các bạn cũng để trên cái thao nước nóng hoặc là mình đem phơi nắng cho nó nhanh. Khi bột đã đạt thì bây giờ các bạn chuẩn bị những cái khuôn. Mình thoa dầu vô để chống dính. Và đem cái khuôn đi hấp cho nóng lên. Thì mình quay trở lại thao bột. Mình để được nửa tiếng, các bạn sẽ khuấy đều lên.
thì bột của mình nó sẽ hơi lỏng vậy nè. Bánh hấp lên nó có cái độ xốp mềm, nó không có bị chai. Và các bạn thấy bong bóng bọt nè, nó xuất hiện nhiều. Rồi bây giờ các bạn sẽ đem thau bột mình gây lại. Gây á, cho những cái cặn bã rồi á, mình loại bỏ đi thì bột nó mịn hơn. Cái khuôn mình hấp đã nóng rồi nè. Rồi các bạn sẽ lấy bột á, mình gót vô khuôn. Và mình gót đừng có đầy nha, tại vì trừ hao bột nó còn nở ra nữa đó. Nếu các bạn gót đầy quá thì một chút nó sẽ nở căng hơn. Mình gót không có đầy á, cho nên thêm được 3 khuôn nữa đó. Rồi mình sẽ cho đi hấp. Đậy kín khăn nha. Và mình hấp với lửa lớn trong vòng 10 phút. Đúng 10 phút thì bây giờ các bạn tắt bếp luôn. Đối với cái khuôn nhỏ là 10 phút, mình sẽ mở nắp hở ra. Rồi mình mở nắp ra. Wow, bánh nở bung nè. Và nở cao, trắng tinh luôn, thơm mùi men và nước cốt dừa nữa. Bánh như vậy là bánh đạt rồi nè. Mình sẽ lấy bánh ra. Bánh này thì nó nguội, mình ăn mới ngon nha. Bánh nguội thì các bạn lấy ra, cái khuôn của mình nó không có bị dính nè, nó chóc lóc à. Vì khuôn mình có thoa dầu và trong bột mình có nước cốt dừa. Các bạn nhìn thấy những cái lỗ khí nhỏ nhỏ đó chính là ghế tre của bánh á. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra hết luôn, các bạn chớt vô trong dĩa luôn. Bánh nguội thì mình lấy ra nó dễ lắm. Đây cái bánh của mình nè các bạn, nhìn thấy những cái lỗ lỗ nhiều á. Và phần bột rất là trong luôn. Qua ghế tre đặt hết cái bánh này các bạn. Bánh nở cao. Và mình cho bột ít thôi mà nó nở vung lên vậy đó. Mình sẽ cho thêm một ít mè lên. Xung quanh thì mềm nè, xốp, không có bị cứng nha, mặc dù mình đã để cho bánh đã nguội á. Thì các bạn cho nước giống như mình thì bánh nó sẽ ngon, nó mềm. Bánh dai nè, có cái độ xốp xốp mềm mềm. Và cho nước dừa tươi á, thì cái phần ghế tre của bánh á, nó sẽ trong hơn. Mình ăn nó cũng ngon hơn nữa đó. Độ ngọt rất là vừa nha. Nếu các bạn có thích ăn thêm nước cốt dừa thì thắng chan lên. Còn không thì mình ăn không vậy vẫn ngon. Và đến đây thì mình xin kết thúc video nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ kênh của mình. Vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mới nhất mỗi ngày của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.